Ngày 10 tháng 12 năm 2013, ekip y bác sĩ của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Viện Tim và Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiến hành phẫu thuật khép thành ngực và bụng của Phi Phụng. Phụng là một trong hai bé song sinh dính nhau phức tạp, được mổ tách rời tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 vào ngày 26 tháng 11. Bác sĩ Nguyễn Minh Trí Viên, trưởng khoa điều trị ngoại AB Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh, phẫu thuật viên chính, chịu trách nhiệm thay máy tạo nhịp tim cho Phụng cho biết, sau khi phẫu thuật tách rời, Phụng bị một khiếm khuyết lớn là khoảng hở ở thành ngực và bụng khá lớn. Vì thế, nội tạng của Phụng phải che chắn tạm thời bởi một màng nhân tạo. Khả năng nhiễm trùng là rất lớn. Thêm vào đó là nhịp tim của bé chậm, tim lộ ra ngoài thành ngực một khoảng. Nhiệm vụ của ekip là vừa thay máy tạo nhịp tim, vừa ép được tim vào để đóng thành ngực và bụng. Để có khoảng trống để ép tim vào thì phải làm cho xoang màng tim rộng ra. Vì thế các bác sĩ đã lấy tuyến ức, mở màng phổi, hạ màng tim xuống để tim rớt hẳn vào trong lòng ngực. Tiến sĩ bác sĩ Mai Trọng Tường, trưởng khoa vi phẫu tạo hình Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh, phẫu thuật viên chính chịu trách nhiệm đóng thành ngực và bụng cho biết, ekip đã vạc hai miếng da, mỗi miếng có diện tích 5x10cm ở ngực trái và phải để trượt vào khoảng hở còn lại ở thành ngực, bụng rồi khâu lại. Tiếp đó, phủ lên vị trí vạc da ở ngực trái và phải của Phụng tấm vật liệu sinh học. Vật liệu này giúp da được ghép, sẽ kết dính và sinh trưởng tốt. Tấm vật liệu sinh học đặc biệt này giá khoảng 100 triệu đồng, được hỗ trợ bởi một tổ chức y tế Thụy Sĩ đang công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Sau 5 giờ phẫu thuật, ekip y bác sĩ đã đóng hoàn toàn thành ngực và bụng của Phi Phụng. Phi Phụng sẽ tiếp tục điều trị tại phòng hồi sức.